Xem chia tay xin kính chào quý anh chị nhé. Hữu duyên hôm nay thì xem chia tay lại tiếp tục hướng dẫn cho anh chị, đó là vân chia tay thuyền Bát Nhã trong năm 2024 Giáp Thìn sẽ ra sao như thế nào. Xin mời anh chị cùng lắng nghe nhé. Và trong lúc hướng dẫn thì xem chia tay cũng vẽ lên để anh chị có thể hình dung. Anh chị nhớ nhấn like, chia sẻ video để ủng hộ cho xem chia tay nhé. Và hôm nay thì xem chia tay sẽ nói đến là vân chia tay thuyền Bát Nhã trong năm 2024 sẽ gặp những vận may ra sao như thế nào. Nhìn chung thì trong cuộc sống, những anh chị mà khi sở hữu vân chia tay thuyền Bát Nhã thì tâm tu hướng thiện và đệ tử của Thánh Thượng Thiên Địa Hoàng Thiên Hậu Tổ trong đất, trong đai, cai quản nơi khu đất anh chị đang ở hiện tại. Vì những anh chị mà có vân chia tay thuyền Bát Nhã là tướng tốt vẻ đẹp, khôi ngô tuấn tú và trầm anh đại cát, hiền của hậu đạo đức dễ thương, hay làm lành lãnh dữ, cho nên ở trên rất hoan hỷ phù hộ độ trì, luôn luôn có hộ pháp theo che chở và giúp đỡ cho những anh chị đó trong cuộc sống, dù cho có gặp hoạn nạn cũng được hóa lành. Về trên bàn tay những anh chị mà có vân chia tay thuyền Bát Nhã như xem chia tay vẽ đây, thì nhìn chung vào năm 2024 Giáp Thìn là một năm có nhiều biến động đối với những anh chị này. Tuy nhiên nếu mà kiên trì và nỗ lực thì những anh chị này cũng có thể đạt được những thành công nhất định. Bước sang năm Giáp Thìn thì những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã sẽ được là âm phò chân trợ và cũng như là được là phúc đức và cũng như được phúc lộc thọ phù hộ độ trì. Và những anh chị này thì cũng là những anh chị hiền từ phúc hậu đạo đức, cho nên là được quý nhân giúp sức rất là nhiều. Cho nên là trước đó vào năm 2023 Quý Mão thì cho thấy những anh chị này có một năm làm ăn rất là khó khăn và đôi khi rất vào những thế là bí tắc. Nhưng mà sau này thì những anh chị này có thể là ăn nên làm ra và được ước thấy bắt đầu từ năm Giáp Thìn đi lên. Thì những anh chị này sang năm làm ăn sẽ thuận buồm xuôi gió mà đấu thành công. Và nhiều việc tốt sẽ đến với những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã nha. Khi mà anh chị sở hữu vân chia tay thuyền Bát Nhã rõ đẹp như vậy thì trong cuộc sống tuy là có vân chia tay này nhưng mà anh chị đôi khi phải là có cuộc sống gặp phải là một số khó khăn và thử thách trong công việc. Tuy nhiên nếu anh chị mà kiên trì, nỗ lực thì có thể là đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống nha. Những anh chị nào mà khi sở hữu vân chia tay thuyền Bát Nhã này mà nếu mà làm công ăn lương thì cũng có thể là được cấp trên khen thưởng cũng như là được tăng lương lên chức. Hoặc là những anh chị này làm ăn việc gì rất là nhẹ nhàng, có thể là làm một việc gì đó, một vốn nhân có thể là kiếm về cho mình là 4 lời nha. Và có thể trong cuộc sống gặp khó khăn thì cũng như là được âm phò dân trợ quý nhân giúp sức. Cho nên là những anh chị này có thể là sau này là tất cả mọi việc đều được ổn thỏa. Về con đường tài lộc của những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã sang năm thì cho thấy là những anh chị này bắt đầu từ đầu năm sẽ thu nhập được những nguồn lợi rất là lớn. Và những anh chị này làm ăn sẽ được là lên lương tăng chức. Và những anh chị này cần chú ý về cách phân bổ chi tiêu. Đôi khi làm ăn có tiền thì những anh chị này lại xài khá là nhiều tiền. Cho nên những anh chị này phải cố gắng là mình chú ý và phân bổ chi tiêu cho đúng, cho hợp lý. Thì cho thấy là sang năm con đường tài lộc của những anh chị này thì rủng rỉnh, tiền đầy túi và tình đầy tim. Và sang năm thì vận trình thì cũng cho thấy là những anh chị này đôi khi mà vung tay quá tráng. Tuy làm có tiền nhưng mà vung tay quá tráng thì nhiều nguy cơ. Do đó là thiếu hụt về vấn đề tài chính rất là rõ rệt. Do đó là những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã không nên mạo hiểm và đôi khi là cố gắng đừng có tham gia đầu tư vào những cái sự việc, những cái mạo hiểm, ví dụ như là những cái mà mình không chắc chắn thì những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã này không nên tham gia và đầu tư vào những cái đó nha. Và những anh chị này cần cố gắng là hành động thận trọng và trong cuộc sống thì phải linh hoạt với tình hình để bảo vệ thành quả của mình sau này nha. Trên con đường tình duyên và gia đạo thì những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã bắt đầu sang năm sẽ có các mối quan hệ làm ăn rất là tốt đẹp, có thể là gặp một số trục trặc trong cuộc sống. Nhưng điều quan trọng thì những anh chị này chỉ cần mà không nóng tính, giữ được bình tĩnh thì những anh chị này sẽ quyết định được và những anh chị này sẽ là có một cách để những anh chị này làm rất là tháo đáo và cũng có thể là đôi khi có sự gây gỗ nhưng mà không có là ăn nhầm gì. Về những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã, những anh chị này thì có thể là từ tiền vận sẽ gặp khá là nhiều khó khăn và trong công việc đôi khi là làm việc thì không được tốt đẹp. Nhưng mà bắt đầu từ trung vận đi lên thì những anh chị này sẽ bình an vô sự cũng như là gặp nhiều may mắn thuận lợi thành công trong cuộc sống, tiền hết lại có về thì lại đây. Nhưng mà trong cuộc sống thì đôi khi những anh chị này sẽ gặp một số mâu thuẫn với người bạn đời, đôi khi là vợ chồng gây gỗ và cũng như là lời qua tiếng lại, đôi khi là có thương tật, đôi khi là có cãi cọ rồi mình có là vấn đề khác vân vân.
Thì những anh chị này nếu mà cố gắng nhường nhịn, một sự nhịn là chính sự lành, thì những anh chị này sẽ không gặp phải những mâu thuẫn như xem chia tay vừa nêu trên. Về vấn đề sức khỏe của những anh chị có vần chia tay thuyền Bát Nhã bắt đầu sang năm, thì những anh chị này cần chú ý chăm sóc sức khỏe của mình, đi khám bệnh định kỳ. Và sức khỏe thì nên được ưu tiên hàng đầu, cho nên là những anh chị này phải cố gắng nên có một cuộc sống, duy trì lối sống của mình rất là cân bằng, ăn ngủ đồ điều độ, không nên thức đêm hôm. Cũng như là những anh chị này không nên là uống rượu bia nhiều quá. Về vấn đề thì cũng cho thấy là có các bệnh về dạ dày, đường tiêu hóa và tim mạch vân vân. Thì sang năm những anh chị này chỉ biết là kiêng cữ giữ mình. Thì những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã thì sẽ là mang nhiều là may mắn thuận lợi. Đôi khi là trong vấn đề làm ăn thì có thất bát, nhưng mà những anh chị này cũng có âm phò dự trợ quý nhân giúp sức, cho nên là trong việc xấu cũng được là tốt. Đôi khi là trong cuộc sống thì có được cũng không phải là phúc, mà đôi khi mất đi cũng không phải là họa. Là trong cuộc sống có phúc họa đan xen thì anh chị cũng nên hiểu một điều là như vậy. Và cũng như là áp lực trong công việc thì cho thấy là những anh chị mà có phần chia tay thuyền Bát Nhã bắt đầu từ tháng 1 âm lịch, áp lực trong công việc và gia đình thì có sự thay đổi đáng kể rất là lớn. Đôi khi mối quan hệ tình cảm thì gặp trục trặc, cần cố gắng là cẩn thận, nhường nhịn thì những anh chị này mới vượt qua được. Còn không thì sang năm rất là xấu, đôi khi sức khỏe không được tốt nha, đôi khi đầu bệnh đầu năm luôn ha. Về vấn đề mà anh chị sử dụng rượu bia nhiều quá thì tháng 1 anh chị cũng có thể là đôi khi là lời qua tiếng lại thì cho thấy là gây gỗ, nên cố gắng thận trọng những tháng đầu năm, đó là tháng giêng, cũng như là nên cố gắng chăm sóc sức khỏe định kỳ của mình, và đôi khi là anh chị cũng có thể là bệnh nha. Và tháng 2 âm lịch thì những anh chị vân chia tay thuyền Bát Nhã thì sự nghiệp có một chút là chuyển biến rất là tốt, nhưng chưa đạt được thành tựu lớn, nên cố gắng là cần là bình tĩnh và cũng như là không nên nóng vội. Đôi khi là trong tháng 2 âm lịch thì anh chị bỏ tiền ra thì tiền mất tật mang, đôi khi khó mà thu hồi vốn lại được nha. Cho nên là đặc biệt những anh chị này phải chú ý về sức khỏe của mình và cũng như là tiền tài vật chất của mình. Trong tháng 3 âm lịch thì những anh chị có phần chia tay thuyền Bát Nhã thì sẽ được là cấp trên tăng lương lên chức, và trong công việc thì làm ăn thuận buồm xuôi gió mà đáo thành công, cải thiện mối quan hệ tình cảm, sức khỏe rất là ổn định, tốt đẹp, ăn nên làm ra mới được thấy. Bắt đầu từ tháng 3 âm lịch, những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã làm ăn rất là ổn định nha. Và bắt đầu từ tháng 4 âm lịch thì tài khí tăng tiến, cũng như là trong sự nghiệp công danh tiền tài thì những anh chị này sẽ được quý nhân giúp đỡ. Nhưng mà trong tháng 4 này, những anh chị nào mà chưa thành gia lập thất thì xuất hiện vận đào hoa khá là mạnh, cho nên là cần chú ý tới mối quan hệ. Nếu mà thành gia lập thất rồi cũng có người thứ ba xuất hiện, đôi khi là những anh chị này đa tài đa nghệ và có lời ăn tiếng nói rất là nhỏ nhẹ, cho nên là được là người khác phái rất là yêu mến. Cho nên là những anh chị mà có vân chia tay thuyền Bát Nhã phải cẩn trọng là tình duyên sẽ là ở tháng 4. Nếu mà chưa thành gia lập thất thì cũng có cho thấy là những anh chị này sẽ là gặp một ý trung nhân rất là tâm đầu ý hợp nha. Và bắt đầu từ tháng 5 âm lịch thì cơ hội phát triển công việc được tăng cường và cũng như là tài chính rủng rỉnh đầy túi, mối quan hệ gia đình cải thiện, sức khỏe ổn định, không đau bệnh, không ốm yếu. Và trong tháng 6 âm lịch thì những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã cần cố gắng là cẩn trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định một công việc gì. Đôi khi nóng vội thì mối quan hệ gia đạo gặp khó khăn, và đôi khi là cần kiên nhẫn và giải quyết chăm sóc sức khỏe. Và đôi khi là những anh chị này thì nóng vội quá thì cho thấy là trong tháng 6 sẽ có vấn đề hao tài tốn của, đôi khi lời qua tiếng lại cũng có thể là gây gỗ trời đổ vỡ gia đình, hoặc là đôi khi là mình hao tài tốn của trong tháng 6 âm lịch. Về tháng 7 âm lịch thì những anh chị này sẽ được là cấp trên tăng lương lên chức, và những anh chị này thì trong công việc đôi khi là có một nghề chính, một nghề tay trái điều hái ra tiền, cải thiện được mối quan hệ bạn bè và đề phòng tai nạn xe cộ. Và trong tháng 7 âm lịch, đi lại xe cộ tuần thẳng từ từ, không nên vội, và đôi khi là có tai nạn giao thông vân vân ở trong tháng 7 rất là xấu. Những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã nên cần chú tâm. Và những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã trong tháng 8 âm lịch sang năm thì tài khí vượng thuận lợi, và trong công việc thì được thăng tiến và cũng như là gặp nhiều may mắn, được cấp trên giao cho những công việc rất là thuận lợi, và những anh chị này thì làm ăn thì rất là tốt đẹp, và những anh chị này được nhiều người thương mến và giúp sức, cho nên là trong tháng 8 cũng rất là tốt đẹp. Đôi khi là làm ăn bỏ ra một vốn thu về tận 4 lời, hoặc là làm chơi nhưng mà xơi thật ngồi mát hưởng bát vàng ở trong tháng 8, đó là những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã nha. Và những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã bắt đầu từ tháng 9 năm lịch thì cho thấy là trong tháng 9 thì gặp nhiều khó khăn trong quyết định công việc, đôi khi là bị khiển trách, và những anh chị này cần cố gắng là
cần tỉnh táo, cải thiện mối quan hệ gia đình và đề phòng tai nạn xe cộ cũng trong những tháng 9 âm lịch này. Cho nên những anh chị này phải cần là chú tâm cầu nguyện thêm với bề trên, làm thêm việc lành việc thiện thì những anh chị này tai qua nạn khỏi nha. Và tháng 10 âm lịch thì những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã thì có khó khăn về huy động vốn và đôi khi là kinh doanh bị trục trặc, và trong mối quan hệ tình cảm thì hay bị đổ vỡ, đôi khi là hai người cãi cọ sau đó chia tay ly thân hoặc là ly dị, cũng có thể là chưa thành gia lập tức thì hai người gây gỗ dễ là đổ vỡ về vấn đề tình cảm, và đôi khi mà thành gia lập tức thì đề phòng chú tâm, và đôi khi là có người thứ ba xuất hiện hoặc là vợ chồng gây gỗ dễ dẫn đến là sụp đổ hôn nhân hạnh phúc, đôi khi chia tay ly thân hoặc là ly dị nhé. Và trong tháng 11 âm lịch thì những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã thì áp lực về chi tiêu, đôi khi làm ít nhưng mà xài rất là nhiều và lo cho công việc gia đình từ trên xuống dưới, cho nên là những anh chị này đôi khi là hao hụt tiền tài rồi cũng xảy ra mâu thuẫn trong gia đình, đôi khi cãi vã nha. Nhưng mà những anh chị này mà biết mà tính toán kỹ lưỡng và cải thiện mối quan hệ bạn bè, và những anh chị này cố gắng mà chi tiêu hợp lý thì mọi sự sẽ được như ý thôi. Ở trong tháng 11 âm lịch là những tháng cuối năm. Và bắt đầu tháng 12 âm lịch sang năm thì những anh chị mà có vân chia tay thuyền Bát Nhã sẽ gặp khá là nhiều rắc rối trong công việc. Cần cố gắng là cẩn thận để tránh thị phi, đôi khi bị đâm, bị thóc, thọc, bị gạo. Cho nên là trong cuộc sống có thể là bị người khác nói xấu, dễ bị mang hàm oan. Và đôi khi là những anh chị này trong chuyện tình cảm, gia đình thì đôi khi là không tốt đẹp. Và những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã cần cố gắng là chăm sóc sức khỏe của người lớn tuổi. Đôi khi trong tháng 12 âm lịch này, những anh chị này sẽ có là tang sự nha. Cho nên những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã thì trong cuộc sống sang năm, chuẩn bị sẵn sàng những gì khó khăn và thử thách trong năm 2024. Cần chuẩn bị sẵn sàng cho mình có cuộc sống khó khăn, sẽ vượt qua thử thách. Thì bắt đầu là những anh chị này mà vượt qua được những cái thử thách trong gai đó thì anh chị này sẽ là vươn lên như diều gặp gió, không chỉ là khó khăn hay trở ngại. Dù trong cuộc sống thì những anh chị này gặp phải khó khăn thì cũng được là âm phò chuyển trợ quý nhân giúp sức. Cho nên là mục tiêu của những anh chị này làm rất là tốt đẹp. Và những anh chị này chỉ cần mà giữ được bình tĩnh, giải quyết vấn đề một cách tháo đáo thì trong các mối quan hệ làm ăn của những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã sẽ được tốt đẹp và giải quyết được một vấn đề là rất là tốt đẹp, không có một sự cố gì xảy ra nếu mà biết tính toán kỹ lưỡng đàng hoàng. Thì vấn đề một cách mình giải quyết thì rất là tháo đáo. Về sang năm thì những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã cần chăm sóc sức khỏe của mình, không nên là uống rượu bia. Và những anh chị này thì nên cố gắng là phải tịnh tâm, cầu nguyện thêm với bề trên, làm thêm việc lành việc thiện. Là những anh chị này sẽ được là cấp trên khen thưởng và tán dương, đôi khi sẽ được tăng lương lên chức. Và những anh chị này nên cố gắng có một lối sống cân bằng. Tổng quản về những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã thì vận trình của những anh chị mà có vân chia tay này trong năm 2024 sẽ có phúc họa đan xen và gặp nhiều khó khăn và thử thách và đôi khi áp lực lớn hơn và nhiều hơn. Tuy nhiên thì vấn đề về cơm áo gạo tiền thì ai cũng phải lo lắng. Nhưng mà những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã thì cho thấy là sang năm sẽ lo lắng nhiều hơn. Và đôi khi nặng gánh gia đình, thương cha gánh mẹ, thương con, thương vợ, thương chồng. Cho nên là những anh chị này đôi khi là nặng gánh gia đình, cho nên là một mình lo liệu trước sau, cho nên đôi khi hơi bị trầm cảm nha. Những anh chị này bắt đầu từ sang năm thì cố gắng phải tỉnh táo và thận trọng khi làm ăn, thì họ vẫn có thể là gặt hái được nhiều thành công nhất định rất là như ý. Sang năm thì anh chị làm ăn cũng tốt đẹp, nhưng mà sang năm thì cũng có một số vấn đề rất là xấu. Những anh chị nào mà sang năm mà ví dụ như là tuổi Tuất nè, rồi tuổi Thìn nè, hoặc là tuổi Mùi nè, tuổi Sửu này nha, những anh chị này thì mình nên cố gắng là mình cầu an dài hạn và mình nên cố gắng là hóa giải vận hạn xui xấu, vận hạn tam tai, vận hạn thái tuế nha. Những anh chị này cố gắng là làm những việc em vừa nêu trên thì cho thấy là sang năm mình làm ăn sẽ được tốt đẹp thêm, cho dù trong cuộc sống có gặp nguy nan đều được hóa nguy thành cát. Và cũng như là mình làm ăn việc gì cũng thuận buồm xuôi gió mà đảo thành công, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ sẽ hóa không. Khi mình đã cầu an dạy hạn, dạy vận hạn xuôi xấu, tam tai thái tuế thì tất cả mọi sự sẽ được như ý thôi anh chị nhé.